Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. 10 bộ phim truyền hình của Đàm Tùng Vận được bầu chọn. Bạn thích phim nào nhất trong số này? Đàm Tùng Vận, bạn có thể đã nghe thấy cái tên này trong vòng bạn bè của mình hoặc nhìn thấy nó trong danh sách diễn viên của phim truyền hình cô là cô gái luôn nở nụ cười ngọt ngào trên màn ảnh, khiến người ta như đang hòa mình vào làn gió xuân. Đàm Tùng Vận đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, trong số đó cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhận được đánh giá tích cực từ cư dân, mạng, dưới đây là 10 trong số đó được đề xuất. Không một Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, bộ phim này là tác phẩm nổi tiếng của Đàm Tùng Vận. Cô đóng vai cảnh cảnh lạc quan, hào phóng nhiệt tình và chu đáo trong bộ phim này cô đã giành được giải Nam diễn viên triển vọng nhất tại iki screen Night 2017 và Nam diễn viên triển vọng nhất tại first 2017 giải thưởng nữ diễn viên phim internet xuất sắc nhất in Chuan Trung Quốc điều tuyệt vời nhất của chúng ta with yêu từng được giới phê bình đánh giá là một trong những tác phẩm Thanh Xuân vườn trường xuất sắc nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Dù chỉ là một bộ phim chiếu mạng với kinh phí ít ỏi cùng dàn sao trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng điều tuyệt vời nhất của chúng ta thực sự đã tạo nên cơn sốt khổng lồ ngay từ những ngày đầu phát sóng. Cảnh cảnh, Đàm Tùng Vận cũng đạt được rất nhiều thành công trong lĩnh vực truyền hình. Nhờ sự thể hiện ấn tượng trong điều tuyệt vời nhất của chúng ta, sự nghiệp của Đàm Tùng Vận lên như diều gặp gió. Không hai thiếu nữ toàn phong đàm tùng vận đóng vai fan in kỳ quặc và đáng yêu trong vở kịch cô ấy có bản chất lạc quan nhưng rất trung thành với bạn bè của mình với vai diễn này cô đã giành được giải hoa đinh lần thứ 22 cho nam diễn viên mới xuất sắc nhất trong 100 bộ phim truyền hình hàng đầu trung quốc khi đóng thiếu nữ toàn phong đàm tùng vận là ngôi sao ít tên tuổi và không được mọi người biết đến nhiều phải sau khi điều tuyệt vời nhất của chúng ta lên sóng thì đàm tùng vận mới trở nên nổi tiếng. Dù không phải là ngôi sao đình đám như địch lệ nhiệt ba hay trịnh sảng nhưng đàm tùng vận lại ghi dấu ấn sâu đậm với diễn xuất tốt. Trong năm 2020, đàm tùng vận cũng tỏa sáng với cẩm y chi hạ và lấy danh nghĩa người nhà. Đàm tùng vận cũng là một ngôi sao hiếm khi vướng phải si căng đan tai tiếng, đời tư trong sạch nói đến chuyện tình cảm đàm tùng vận cũng không chia sẻ gì trước công chúng chỉ là khi đóng điều tuyệt vời nhất của chúng ta thì cô vướng tin đồn hẹn hò với lưu hạo nhiên cả đàm tùng vận và lưu hạo nhiên đều không lên tiếng trước tin đồn nên mọi người đều không rõ cả hai có từng bên nhau thật hay không không ba Lấy danh nghĩa người nhà, bộ phim này kể về ba đứa trẻ có khiếm khuyết trong gia đình quê hương của họ, tạo thành một gia đình không cùng huyết thống. Đàm Tùng vận đóng vai người thợ khắc gỗ lập dị ly chiên chiên trong phim. Với vai diễn này, cô đã được đề cử giải đại bàng vàng cho phim. Giải nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất và giải Magnolia cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sự kết hợp giữa các diễn viên trẻ với năng lượng tươi mới và các diễn viên kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim tỏa sáng. Ở bản gốc của Trung Quốc, nhân vật ba anh em của Hoang Yên Nhẹp, Bê Huyên Sung và Dung Che Yeon lần lượt do các diễn viên Tống Uy Long, Trương Tân Thành và Đàm Tùng vận thủ vai, mặc dù lấy danh nghĩa người nhà gây sốt toàn châu Á và trở thành một trong những bộ phim tình cảm gia đình Trung Quốc được yêu thích bậc nhất. Nhưng việc nhân vật anh cả Lăng Tiêu, Tống Huy Long phát triển thành tình yêu với em gái không? Trung huyết thống Lý Tiêm Tiêm, Đàm Tùng Vận cũng nhận không ít phản ứng trái chiều. 04. Mùa hè của Hồ Ly, Đàm Tùng Vận đóng vai nhà thiết kế trang phục Li Yansu trong bộ phim. Khi bộ phim được phát sóng, số lượt xem đã vượt quá 100 triệu lượt xem trong 2 ngày và đứng đầu trong danh sách chủ đề phim truyền hình. Cô đã giành được giải Golden Seagull Asian New thứ hai, liên hoan phim truyền thông cho bộ phim này, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình trực tuyến và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim và truyền hình trực tuyến Jing Yuzu lần thứ hai. Sau, Bạch Thiển, Dương Mịch thì đàm tùng vận người vào vai hồ ly, lê yến thư trong mùa hè của hồ ly trở thành nhân tố mới đại náo màn ảnh xứ trung. Dù không sở hữu ngoại hình rực rỡ như các mỹ nhân khác trong Sibis, thế nhưng nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả bởi sự trong sáng, hoạt bát của mình. Chính vì thế, đàm tùng vận dường như sinh ra để hóa thân thành cô nàng cá tính cũng như chiêu cho Lê Yến Thư, không nam cẩm y chi hạ bộ phim này được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của blue lion đàm tùng vận vào vai zheng Sia, một thám tử trẻ có sáu cánh cửa trong phim khi bộ phim được phát sóng đàm tùng vận đã chiếm vị trí đầu tiên trong phim Danh sách phim truyền hình Wayway trong một thời gian dài đã được xếp hạng trong top 5 của chỉ số truyền thông mới của nghệ sĩ Suni và chỉ số truyền thông mới của Suni đã vượt qua 9 trong nhiều ngày. 06. Hậu cung chân hoàn truyện, trong bộ phim chiến đấu cung điện này, Đàm Tùng vận vào vai một tiểu thư quý tộc vào cung năm 14 tuổi. Cô có tính cách ngây thơ, duyên dáng, hoạt bát và đáng yêu bộ phim đã giành được giải thưởng đại bàng vàng cho phim truyền hình xuất sắc. Hạng nhất trong top 10 phim truyền hình hay nhất năm 2012, giải thưởng liên hoan phim truyền hình quốc tế Ma Cao và nhiều giải thưởng trong và ngoài nước khác, hậu cung chân hoàn chuyện xoay quanh những đầu đá của các phi tần nơi hậu cung. Trân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế cô trở thành cái gai trong mắt hoàng hậu. tuy nhiên, bằng sự thông minh của mình, chân hoàn đã vượt qua mọi trò hãm hại của hoàng hậu và dần khẳng định quyền lực của mình. trốn hậu cung, không người thừa kế gia nghiệp, đàm tùng vận đóng vai osmundus siang ngây thơ và tốt bụng trong vở kịch. cô dần dần yêu nam chính vì ân sủng cứu mạng của mình. Cô đã đồng hành cùng anh qua nhiều cơn khủng hoảng và sự bảo vệ kiên định của cô cuối cùng đã dẫn đến một cái kết đẹp. Người yêu sắp cưới 08, xin hãy gọi tôi là giám đốc, đây là một bộ phim hài nhẹ nhàng lãng mạn nơi công sở thành thị được đồng sáng tác với Lin, Căng Xin, Đàm Tùng vận đóng vai Ninh Meng, một phụ nữ lạc quan, học giỏi, kiên cường và không ngừng phát triển và theo đuổi bản thân. 09 đi theo chiều gió một bộ phim truyền hình truyền cảm hứng đô thị với sự tham gia của đàm tùng vận và wang kai cô đóng vai phi công cheng xiao trong bộ phim bộ phim tập trung vào ngành hàng không và kể câu chuyện về gu nan tinh phó giám đốc bộ phận bay hành khách của lu châu airlines và phi công cheng xiao những người đã cùng nhau trải qua những cú sốc và thử thách đồng thời vượt qua những trở ngại trên đường đi Câu chuyện hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau phát triển và xây dựng ước mơ. 10. Em đẹp hơn ánh sao, đàm tùng vận đóng vai, kỳ tinh, trong bộ phim này kể câu chuyện về phụ nữ ở nơi làm việc và thể hiện bộ mặt thật của hệ sinh thái nơi làm việc và tinh thần kinh doanh của phụ nữ. Nếu bạn chưa xem bộ phim của cô ấy, bạn cũng có thể tìm một bộ phim và thưởng thức nó. Biết đâu bạn cũng sẽ trở thành một quả thông biệt danh dành cho người hâm mộ đàm tùng vận bộ phim truyền hình yêu thích của bạn có nằm trong danh sách trên không bạn hãy để lại tin nhắn và bình luận dưới video này nhé